Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo là em giới thiệu về những chiếc lọc. Đây là một trong những chiếc lọc Hàn Quốc. Một bạn khách bác cũng đam mê ca hát, thì bác cũng chỉ xem ở trên YouTube thôi, nhưng bác cũng không dùng về những cái điện thoại cảm ứng, nên là bác bảo yêu cầu em là giới thiệu sơ qua về những chiếc lọc. Vâng, để em giới thiệu sơ qua về những chiếc lọc. Đây là những chiếc lọc Bitcan, lọc của Hàn Quốc nha các bác nhé. Với những chiếc lọc này nó có giá dao động chỉ có hơn 2 triệu đồng thôi. Những chiếc lọc này thì đèn thì nó có đèn hạt, đèn mảnh thì nó rất đẹp nhé. Đây là những cần gạt của nó thì gạt độ bền của nó, những chiếc lọc Hàn Quốc này thì nó rất bền nhé các bác nhé. Và đây ở trong này thì các nút chỉnh của nó ở đây, nút chuyển và ấn lọc, tác dụng của lọc và chuyển cửa. Đây là ấn vào để tác dụng của EQ. Trong những chiếc lọc này thì nó chỉ mình chỉ ấn một lần thì xong mình đẩy vào, nên là nó kiểu dáng nó rất đẹp nha các bác nhé. Các bác nhé, không thể hiện như các phím bấm ra bên ngoài. Đây là một chiếc lọc EQ 1351T. Những chiếc lọc này là màu ghi xám, cũng rất đẹp nhé. Còn lại là những chiếc 1350 này ạ, một chiếc lọc EQ 1350, và đây là một chiếc EQ 5500. Kiểu dáng cái dòng này nó là quá đẹp luôn. Em quay một chiếc nữa cho chúng ta xem nhé. Đây là tín hiệu đường vào và đường xuống ấy, đường ra. Với dòng điện của lọc này thì có thể chạy được điện 100V và cả điện 220V. Và công suất của một chiếc lọc này đường ra của nó lên đến 14W nhé. Đây, toàn là chữ Hàn thôi, nên là em cũng không biết gì về chữ Hàn, nhưng mà nó là hàng xịn rồi. Em chỉ đọc là thông số điện và những công suất. Tại khi tín hiệu vào mà nó ra thì nó kích lên được khoảng 14W. Và sơ qua qua bên này, đoạn video này sẽ chỉ giới thiệu về lọc. Đây là những chiếc lọc Techlink, chiếc lọc hay gọi là những chiếc EQ thì cũng vậy thôi các bạn. Những chiếc lọc Techlink này, chiếc lọc này chỉ có giá hơn 2 triệu thôi. Đây là những chiếc Mahjong này, những chiếc Mahjong 515. Những chiếc lọc này thì giá nó dao động khoảng 4-5 triệu. Những chiếc lọc này là những chiếc lọc đắt hơn. Đây là những chiếc lọc JVC, là hai đèn mảnh. Là những chiếc lọc Filler 3.5 này. Lọc Filler 3.5 thì dùng rất thích nhé các bác nhé. Nó là hai đèn mưa hai bên. CR 3.5 là những chiếc lọc JVC. Những chiếc lọc JVC, dòng JVC của Nhật xịn này các bác nhé. Và những chiếc lọc Lotte. Những chiếc lọc này của Nhật. Nè, có cả thêm những chiếc Techlink có đèn mạch. Rất nhiều nhé các bạn nhé.
chiếc âm ly, những chiếc âm ly Puller 7000, SA 7000 và SA 7009. Dòng này các bác phối ghép với những cặp loa Puller hay những cặp loa nghe nhạc thì cũng rất hay nhé. Dòng này nó dao động khoảng 5 đến 6 triệu một chiếc. Và những chiếc Dlo, chiếc âm ly Dlo rất nhiều nhé. Âm ly Sansun, âm ly Dlo nhiều. Những chiếc âm ly SA 7008 Magnum và những chiếc Mazda. Em cũng xin phép dừng video tại đây. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0963 101 388 hoặc 0962 355 309 để em giao hàng toàn quốc. Vâng, cũng mong các bác đăng ký kênh để cập nhật những video sớm nhất khi bên em đưa lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.